cái này cho anh nè. Mấy đứa đó nói ngon lắm á. Ngon lắm hả? Ừ. Vậy để tối nay làm xong anh chở em đi ăn nữa nha. Chịu không? Dạ chịu. Con kia, không đi làm việc à? Dạ em đi làm liền. Nhìn cái gì? Đi làm việc đi. Chị Thư, tụi thằng Vinh muốn kiếm chuyện với mình. Giờ sao chị? Đi. Đi đi mày. Tìm đi. Hay ta. Được á. Được không? Dạ. Quýnh đi mày. Rồi. Ê, quanh cho tao cục lơ coi. Nãy giờ đi kêu 5 kêu 6 luôn ta. Để mày. Ê tụi bay. Dạ. Dạ. Coi ai tới kìa. Chào người đẹp. Quen quen. Muốn gì đây cô Thư xinh đẹp? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Không có nói nhiều. Bây giờ pizza là của tao. Tưởng đông lắm. Dắt thằng nhóc đi theo làm gì? À. Có sao không? À, anh hùng cứu mỹ nhân ha. Cảm động quá. Định đóng phim hả? Tao nghe danh Thảo Ma đã lâu. Tao tưởng mày đi theo cha con Tư Lân rồi chứ. Ai ngờ tới đây bám váy mấy con đàn bà. Vinh cò con. Bữa nay mày có quá nhiều đệ tử ha. Mày là cò con. Vậy tụi tao là cò gì? Cỡ như mày mà có cửa nói chuyện với tao hả? Mày á mày. Mày muốn sao? Mày muốn gì? Tao nói cho tụi mày biết nha. Đất này trước sau gì cũng thuộc về con Sáu thôi. Con còn kiếm tao nè. Chào vô. Hả? Tụi mày biết. Mẹ nó, tụi nó dám làm vậy sao? Mày kêu mấy đứa đập chết mẹ hết tụi nó cho tao. Cô bình tĩnh đi. Cô mà làm lớn chuyện chẳng khác nào cô trúng kế tụi nó. Kế gì? Chú Tư vừa mới mất, chẳng ai cai quản khu cầu cá. Bên công an cứ quần suốt nên chẳng có thằng nào dám ra mặt vào lúc này. Hồi nào tới giờ thằng Vinh chỉ là cò con thôi. Lấy đâu ra đám đàn em như vậy? Nó dám gây sự trực tiếp với cô không thấy lạ? Có thể là tụi nó cố tình gây chuyện để cô Sáu ra mặt đánh động bên công an. Bên công an nó còn la mẹ gì tao nữa mà đánh động. Vấn đề là do cô kín quá. Tụi nó muốn thử coi cô thế nào thôi. Cái này gọi là rung chà cá nhảy đó mà. Đứa nào dám lập chuyện này với tao? Thì cô thử nghĩ đi. Ê, vai có sao không? Vô đây nhầm nhò gì? Từ bây giờ trở đi á, có chuyện gì cô cứ kêu tôi làm là được rồi. À, hồi nãy
bị tụi nó đá có sao không? Tay còn đau không? Không. À, đói bụng quá. Hay là mình đi kiếm gì ăn nha. Tôi mời. Không rảnh. Anh em còn ngồi với nhau. Vậy mà em cũng phải lôi cho bằng được đứa nào đã báo tin cho bên công an ra, để tạ tội với hương hồn của anh. Còn anh Tư, nghĩa tử là nghĩa tận. Là anh em với nhau, mình không thể để cho anh chết một cách không rõ ràng như vậy được. Đúng không anh Ba? Anh Năm. Có khi nào nó nghĩ anh em mình không anh Ba? Mấy chục năm rồi, chẳng biết vì lý do gì, tự nhiên nó lại nhắc chuyện đã qua. Lúc đó chỉ có anh em mình biết nó và thằng Thắng Beo đi hàng thôi. Sao chú dám chắc chỉ có anh em mình biết? Thì em đoán vậy. Bây giờ phải tính sao anh Ba? Lỡ nó biết vụ này là do anh em mình báo công an thì sao? Anh à, hôm qua bà Sáu mời ông già tới chỗ bà để làm gì anh biết không? Không. Nhưng mà khi về thấy ông Năm và ông già ra mặt rất là hình sự. Mẹ nó, bắt mới gì phải hùng hạp, tách riêng ra làm ăn đi. Dính làm gì cho nó mệt vậy? Mày nè, cái vụ này anh nói với ông già đi nha. Em mà nói á, ông chửi em chết luôn. Để coi ra sao đã. Mấy chuyện đó đừng có nói ở đây ha. Cơ có mua gì thì mua lẹ đi rồi về. Tìm gì vậy? Nè, làm gì chạy dữ vậy? Thôi mình về đi. Không mua đồ hả? Không. Dù có thế nào đi nữa, một mất một còn, không thể khác được. Chú Ba,
hiện tại bên công an đang theo sát nên không làm gì được. Hay là nhân cơ hội này mình tách ra, không ai đụng ai, để khỏi có vụ như vụ của ông Tư nữa. Chú thấy có được không? Lúc đó mạng lưới báo cho chúng ta biết thời gian và địa điểm giao hàng của Thắng Bèo. Nhưng tại hắn dùng súng chống trả nên đã bị chúng ta tiêu diệt thôi. Mạng lưới này hầu như không có liên quan gì tới Thắng Bèo, thì làm sao biết được hành động của hắn ta? Chồng đang thắc mắc như vậy đó. Nhưng vì mạng lưới đã chết nên không tìm hiểu được gì nữa. Tìm hiểu xem trong thời gian đó mạng lưới có liên quan gì tới các đối tượng khác không nha. Dạ, cháu hiểu rồi. Tình hình điều tra Hưng Bộm thế nào rồi? Dạ, tổ B2 vẫn đang tiến hành trinh sát theo kế hoạch. Ừ. Nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện đầu mối nào để làm rõ nghi vấn về việc mất tích của những bé gái có liên quan tới hắn ta và Sóc Phụng hay không. Không loại trừ khả năng đây là một đường dây buôn bán trẻ em. Mày là ai? Tại sao mày biết được những chuyện đó? Chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Tất nhiên. Làm sao tôi biết được mày đang có ý đồ gì? Tạm thời thì tôi chưa thể cho bà biết tôi là ai. Nhưng người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn đó. Mày muốn gì nói mẹ ra đi. Bà chẳng có gì để tôi muốn cả bà Sáu à. Nhưng tôi dám chắc chúng ta có cùng một mục tiêu đó. Vậy mày xem tôi là con cờ để giúp mày đạt được tới mục tiêu à? Mày hơi khinh thường tao rồi đó. Không không, bà sai rồi. Tôi hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu của mình mà chẳng cần dựa vào bất cứ ai. Nhưng nếu có thêm bà, mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được nhanh hơn. Ai làm việc người nấy, đôi bên cùng có lợi. Bà sẽ trả được thù. Và dĩ nhiên toàn bộ địa bàn sẽ nằm trong tay bà. Chẳng phải bà cũng rất mong muốn điều đó hay sao? Mày cũng biết hơi nhiều đó. Vấn đề bây giờ là tiếp quản quyền quản lý của ông Tư để là một cách danh chánh ngôn thuận. Tôi không biết bà đang nghĩ gì, nhưng không cần phải lo. Cứ đề cập thẳng với ông ta chuyện này, ông ta sẽ giao quyền quản lý cho bà ngay lập tức. Tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng không cần phải lo. Cứ đề cập thẳng với ông ta chuyện này, ông ta sẽ giao quyền quản lý cho bà ngay lập tức. Thưa cô, xe con đã chuẩn bị xong. Chú Ba, có cô Sáu đến. À, vậy à. Mời cô Sáu. Ngồi đi. Cô Sáu ngồi nói chuyện với chú Ba, cô đi trước. Ừ. À, có vấn đề gì hả cô Sáu? Bây giờ anh Tư mất rồi, anh cương quyết không làm nữa, thì vẫn còn anh Năm. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đứng đầu. Cho nên anh em mình
đã sống với nhau hơn 20 năm nay rồi, phải không cô Sáu? Tính tình bốn anh em mình như thế nào thì tôi và cô đều hiểu. Người thích hợp nhất chỉ có thể là cô. Tôi muốn nhờ cô làm giúp cho tôi một việc. Tôi không cần biết cô dùng cách gì, nhất định phải làm rõ và lôi đứa đã giết hai cha con Tư Lân và thằng Hùng Lé ra cho tôi. Tưởng chuyện gì to tát. Chuyện đó anh tính vậy là hợp lý quá rồi còn gì. Nhưng dù sao tôi cũng phải hỏi qua ý kiến chú mới được. Anh thiệt tình, hỏi cái gì mà hỏi. Anh làm như em là người ngoài không bằng. Nếu anh nhất định nghĩ thì tất nhiên con Sáu phải đứng ra làm chủ rồi. Anh em mình mà lộ mặt ra, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì khó xử lý lắm đó. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Cứ để mọi chuyện như vậy, em xin phép anh về. Khoan đã. Chuyện gì anh ba? Chuyện bên anh hai, chú cứ làm hết mọi thứ có thể. Anh cần gì thì cứ đáp ứng cho đầy đủ. Anh khỏi phải lo, nghề của em mà. Còn chuyện gì không anh ba? Em về nha. Chuyện bên anh hai, chú cứ làm hết mọi thứ có thể. Anh cần gì cứ đáp ứng cho đầy đủ. Tại sao phải làm vậy hả chú? Con nghĩ cô Sáu và chú Năm sẽ không bao giờ làm bậy như chú Tư đâu. Cần tắt vô ấy nấy, cứ làm theo lời chú dặn đi. Dạ. Cái hồn tinh còn lại đó là một người đã ở gần bên cạnh anh từ khá lâu rồi, và người đó đang muốn hãm hại anh. Dạ thưa chú, con đi. Ông ta mất lâu rồi, cho nên không tìm được dấu vết gì cả. Mày không thể dò hỏi được từ những người bạn công an của mày hay sao? Bỏ tay. Bên công an bắt đầu theo dõi con từ sau vụ của chú Tư. Bây giờ mà sớ rớ một cái là dính chưởng công an liền. Vậy thôi, mày ra ngoài đi. Có gì cần tao sẽ gọi. Dạ. Còn chuyện gì nữa? Có phải sau vụ của chú Tư, ông ba giao cho cô lên nắm địa bàn đúng không? Mày biết quá nhiều rồi đó. Chỉ cần nhìn là thấy à cô Sáu. Rồi sao? Chuyện đó liên quan gì tới mày? Một người đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng đột ngột rút lui, rồi nhường lại cái chỗ mà ai cũng thèm muốn.
chú Tư xích mích với ông ta và được ông ta đưa lên làm người đứng đầu. Vậy còn cô Sáu thì thế nào? Đi đi. Ừ mày. Mày lấy bài mày. Cái lá nhớ không nổi. Coi coi hoài. Vậy ta. Ta gì quýnh trúng luôn. Từ trên tao nè. Mày đi mẹ đi. Con ma mà cũng biết thuộc bị da nữa sao? Hay thật đó. Tao không ngờ là một cái thằng trước đây tao đã từng biết. Không sợ trời sợ đất. Đây. Mày. Mà bây giờ đi bám váy con đàn bà. Dạ dạ, chó liền. So với một con chó dưới nhà thì mày cũng không thua gì đâu. Thiệt là tội nghiệp với con chó quá. Nếu có ngon á thì tao với mày một trời một. Trời đánh dở đi. Mày đừng có tưởng là có bà Sáu chống sau lưng của mày á. Rồi mày muốn làm gì thì làm. Tôi chắc 13 lá phải không? À, tao muốn nhắc cho mày nhớ rõ một điều. Dạo này giao thông không được tốt. Mày ra đường á, nhớ đi đứng cho cẩn thận. Nhớ đó. Khoan, mày điên hả? Tới đây làm gì? Về đi. Anh Phi à, chuyện này của tụi tôi. Thảo Ma, làm cái gì theo tôi hoài vậy? Tính theo dõi tôi hả? Mẹ nó, nghe nói là hồi đó hai đứa nó học chung. Sau này thằng Thảo bị đuổi khỏi ngành công an, thằng Phong thấy nó tội nghiệp nên mới cho vô làm ở vũ trường 01 của ông Phi Banda đó. Mẹ nó, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây á. Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Thử đón tầm đại làm đâu. Ê, mày có nghe đồn cái chết của ông Tư không? Đồn mẹ gì? Ông chết thiệt. Đồn đâu mà đồn ba. Không, ý tao nói á là đồn cái vụ ông bị ông ba xử á. À, đồn thì đồn vậy thôi. Chứ mấy ổng là đem kết nghĩa mấy chục năm trời. Ai làm vậy? Mày đúng là không có biết cái con mẹ gì hết á. Anh em cái con khỉ. Thằng nào thấy tiền mà không mở mắt. Ông Tư bắt tay với thằng Hải Trắng bán hàng. Tao nghe nói ông còn đang tìm cách xử ông ba nữa kìa. Gì ghê vậy? Thiệt không? Ừ, ừ. Mà ông ba là bên ngành kinh doanh, làm sao dám đụng tới ông Tư? Mày trên núi mới xuống hả? Ông Tư chỉ là bình phong thôi. Ông ba mới là chồng. Đâu có phải tự nhiên ông Tư với cô Sáu lại nghe lời ông ba răm rắp vậy? Mẹ nó, cha Tư này ngu bỏ mẹ luôn. Không biết tủ con gì nữa. Chỉ được cái to xác thôi. Nhưng mà não chắc teo rồi. Mày à, kiếp. Mày vừa nói cái gì? À, dạ. Em đâu dám nói gì anh Thảo đâu. Anh Thảo tha cho em đi. Bà hỏi mày vừa nói cái gì? Dạ à, dạ anh Thảo tha cho tụi em. Mày à, kiếp. Tao nhắc lại một lần nữa nha. Đụng tới tao thì được. Đụng tới chú Tư tao làm chết mày. À, dạ.
Ai cho anh làm chuyện đó ở đây? Tôi hỏi ai cho anh làm chuyện đó ở đây? Chuyện đó là chuyện gì? Đừng tưởng anh làm chuyện gì tôi không biết. Tôi nói lại một lần nữa, nếu anh còn làm chuyện đó ở đây thì đừng có trách tôi. Muốn gì? Lâu lâu chơi đại không được. Đừng có giỡn mặt. Sao anh nhìn anh kìa. Hôm trời em có gọi điện gì chào không? Dạ cũng có. Ba khỏe hả? Dạ ba mẹ em khỏe. Tao nhắc lại lần cuối, khách yêu cầu, đứa nào mà dám chống đối như nó thì đừng có trách. Em sợ mấy thằng cha bệnh hoạn lắm chị ơi, dơ lắm, em chịu không có nổi. Con ngu làm điếm như mày mà cũng làm giá hả? Chị ơi chị, chị em xin chị, chị tha cho nó nhỏ nó không biết gì đâu chị. Hay, khẩu khí được đó. Sao, mày định dạy tao cách làm việc hả? Em không dám đâu chị. Đủ rồi, tụi nó còn phải tiếp khách nữa. Buông ra. Sao? Đau lòng lắm hả? Chị tự thương cho em vài bữa, chồng con em khổ lắm chị ơi. Dẹp, không có từ từ gì hết á. Thiếu tiền thì phải trả. Ai đưa tiền cho mày mượn em rồi hẹn hết chị, ngày này qua ngày khác. Lại, mày hẹn gì mà hẹn hoài vậy? Không có tiền à, tao lấy nhà. Không có nói chị nhiều. Chị làm ơn, chị cứu em nha. Chị làm ơn, chị thương thương cho em vài bữa nữa. Em có tiền em trả chị. Chồng em bị bệnh liệt giường, con em nó còn đi không? Chị gán hết bữa em lại chị. Không ai chết kệ mày. Ở tiền tao thì phải trả thôi. Chị giúp đỡ em. Bà con nhỏ con gái đẹp lắm chị. Từ từ em trả cho chị mà. Chị ơi, em năn nỉ chị. Em lại chị. Thôi được rồi, tôi nói nghe nè. Em cảm ơn. Thấy chị khó khăn á, dạ, tôi cũng thương lắm. Dạ. Thôi vậy đi, chị có đứa con gái á đang trổ mã. Dạ. Xinh đẹp nhất xóm. Dạ thôi. Thôi bây giờ nó giao nó cho tôi. Rồi em á, tôi chị, sẽ trừ nợ chị cho ơi, chị. Con bé nó còn nhỏ lắm chị ơi. Rồi tôi nó á, biết chị cái gì nó đâu, chị làm tiền. Gì vậy? Tối đó chị ơi. Chị sung sướng. Em lại chị, em lại chị. Chị giúp em, từ từ em trả cho chị. Chị ơi, em lại đây nè chị. Tôi nói cho chị nghe nè.
Tôi thấy tội nghiệp nó, tôi có chỉ cho. Còn ghê hay không á tùy mấy người. Hôm nay á mà không có tiền á thì đừng có trách tôi. Em lại chị ơi. Chị ơi, chị giúp đỡ cho em. Chị ơi, em khổ quá chị ơi. Mình ơi, mình ơi. Con gái, con gái ơi, vì thấy con á dễ thương mà rất có hiếu nên chỉ có con mới cứu được gia đình của con thôi. Thôi con suy nghĩ kỹ đi. Trời, con điện thoại cho dì nha. Chị ơi, em khổ lắm chị ơi. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Mình ơi, mình có sao không mình? Mình ráng lên đi. Mình ráng đi. Mình ráng ngồi dưới uống thuốc đi. Ngồi dưới uống thuốc đi mình. Mình có sao không? Tiền ở đâu con có vậy? Nói thì dễ, nhưng quan trọng có làm được hay không. Đứa thì đánh bài, cá độ, chơi đề. Còn có đứa thì hả, dính vào ma túy. Còn nợ của bà Sáu thì càng ngày lãi mẹ đẻ lãi con. Em nghĩ chỉ có đến chết mới trả hết nợ cho bà thôi. Em có thiếu tiền bà không? Có chứ. Nhưng mà cũng may em có dành dụm được một ít rồi lén bà gửi về quê. Tức nhất là bọn ma cô, ngày nào tụi nó cũng ăn bớt tiền bo của tụi em hết đó. Không đưa cho tụi nó hoặc làm lơ thì bị tụi nó đánh. Đứa nào? Anh không làm gì được tụi nó đâu. Bà Sáu với nhỏ Thư bật đèn xanh tụi nó mới dám làm như vậy. Anh mà đụng vào tụi nó thì tụi em càng mệt hơn nữa. Anh xin lỗi.
quen em gần 2 năm rồi. Vậy mà anh không biết em phải chịu đựng khổ như vậy. Anh hiểu là em vui lắm rồi. Anh sẽ tìm cách để giải thoát cho tụi em. Anh Thảo, vẫn còn một cách khác. Hay là em và anh cùng bỏ trốn đi. Hai đứa mình cùng về quê của ba má em, sống cùng ba má em và em gái của em luôn, được không anh? Xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói điều này. Ủa, không có cô Sáu trong đó, anh vô đó làm gì vậy? Tại vì anh bảo quá, trong toilet không có ai hết. Thôi, em đi làm đi. Anh có chút chuyện ra ngoài chút nha.
Alo, tôi nghe nè. Sao, cái gì? Được, tôi biết rồi. Thái độ của Hai Trắng thế nào rồi? Hai Trắng vẫn còn cứng lắm. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu muốn hắn ta khai nhận, phải tìm cách khuất phục tâm lý phòng vệ của hắn ta. Hiện tại tôi đã áp dụng rất nhiều biện pháp rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra điểm yếu của hắn ta. Là chú mua giùm tôi tờ báo đi, sáng giờ bán không được gì hết đó. Đã nói là có mua mà. Đi đi. Thằng bất tài. Mày có mẹ không? Cầm lên cho mày. Dạ. Nè, xin lỗi. Cô cầm lấy đi. Thôi tôi không cầm đâu. Tôi không lấy đâu. Thôi tôi không lấy. Cô cầm lấy đi. Tôi không lấy đâu mà. Anh hút thuốc không? Nè. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Alo, con nghe nè mẹ. Dạ, con khỏe. Con là thanh niên mà. Dạ, mẹ có khỏe không vậy? Cái lưng của mẹ có đỡ đau hơn không? Dạ, dạ. Mẹ cố gắng đi, để đợt này con xong rồi á, con sẽ về đưa mẹ đi bác sĩ nha. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ. Dạ, con nhớ mẹ lắm. Dạ, dạ con chào mẹ. Dạ. Dạ thôi, con cúp máy đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Mẹ à, mẹ nằm nghỉ đi mẹ. À. Em à, khóc cái gì mà khóc? Anh đừng đi được không anh? Anh đi ra là nước là cái, làm sao mà sống được? Nhưng ở đây hết đất sống rồi. Em à, em ở nhà, em cố gắng, em lo cho mẹ và con. Anh đi một thời gian rồi anh về. Nếu tình hình ổn, anh sẽ đón cả nhà vào. Anh... em hãy giúp anh cố gắng đi. Nha. Anh muốn hỏi gì? Hôm nay tôi không có gì để hỏi anh hết đó. Tôi chỉ muốn ngồi đây tâm sự với anh, giữa hai người đàn ông thôi. Tôi thì chưa có gia đình, chưa có con cái, nên tôi vẫn chưa hiểu được vai trò của người làm cha làm mẹ là như thế nào. Nhưng tôi cũng là một người con, tôi có thể biết được cha mẹ yêu thương mình như thế nào. Và tôi chắc rằng bất cứ người làm cha làm mẹ nào lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho con cái của mình hết. Anh xem đi. Anh
Anh đang làm gì mà không gọi điện thoại cho em thế? Khi nào gọi điện được thì anh gọi báo tin cho em biết nhé. Mấy người bạn mới của anh tốt quá. Họ đưa mẹ đi chữa bệnh hàng ngày và còn xin việc làm cho em nữa anh ạ. À, con bé nhà mình biết gọi bố rồi anh ạ. À, kìa, con gọi bố đi. Gọi bố đi con. Gọi đi. Bố ơi bố. Con giỏi quá à. Anh ơi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Khi nào có thể thì hãy gọi điện thoại cho em anh nhé. Ở nhà mẹ khỏe, em và con cũng khỏe. Anh cứ yên tâm làm việc anh nhé. Cảm ơn mẹ anh đã không để mẹ tôi biết việc này. Anh yên tâm, mẹ và con anh cũng khỏe. Tôi sẵn sàng hợp tác với các anh. Ừ. Dạ. Cháu là Thành, thành viên tổ B2 này chú. Dạ. Cháu muốn báo cáo với chú một chuyện. Đó là những báo cáo của cháu và những thành viên của tổ B2 gửi cho chú. Chỉ là một phần lời khai của Hải Trắng thôi. Hắn còn khai là Tự Lân đã nói cho hắn biết lý do tại sao mà Ba Long đã ở ẩn trong một thời gian dài. Dạ. Chuyện này cháu không thể nói qua điện thoại được. Khi nào chú về thì cháu sẽ báo cáo hết tất cả mọi vấn đề cho chú. Dạ, cháu chào chú. Của con nè, con ăn dạ, đi. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô Hoa cứ cho tụi con ăn bánh mì hoài vậy, lỗi vốn chết. Cô Hoa cho thì ăn đi. Cô Hoa lớn vậy, cô Hoa biết mà. Cho được, cổ mới cho chứ. À, chú Minh tới. Chú Minh tới kìa. Ở đây, của mấy đứa đây. Con cảm ơn chú. Ở đây. Cảm ơn chú. Đây, rồi. Chị Từ nha. Cảm ơn chú. Đây, nè. Cảm ơn chú. Ăn đi. Cảm ơn chú. Ừ. Cảm ơn chú. Nè. Dạ, cảm ơn chú Minh. Ừ. Dạ. Nè. Nhãn ngon quá chú Minh ơi. Nhãn ngon quá. Ngon quá. Ê, rồi, mấy đứa ăn đi nha. Đây nè, còn nữa nè. Lộn tôi đi. Ê, nhãn ngon kìa. Mình cứ dành nhau đó. Ờ, nhãn ngon ghê. Của bạn nè. Ừ. Cảm ơn nha. Thôi, cảm ơn nha. Cho con nữa nè. Ê. Ừ, ngoan lắm. Mấy đứa kia rảnh quá ha. Giờ là con anh ngồi đó hả? Anh nữa nha. Dạ dạ. Dạ, anh Hưng mới tới. Mấy hôm nay đi đâu mà không thấy em? À, dạ, thì em bị bệnh đó anh. À anh, em xin phép cho mấy đứa nhỏ với mấy ông bà nghỉ chút xíu nha anh. Mọi người đi từ sáng tới giờ, ai cũng mệt và đói hết rồi anh. Em cũng tốt quá ha. Dạ, đâu có gì đâu anh. Ê, thằng kia. Dạ anh Hưng gọi em. Mày biết tao nữa à? Dạ biết chứ, anh Hưng mà ai không biết được. Thằng kia, mày nói mày biết anh Hưng mà mày không biết làm gì hả mày? Mày muốn làm ăn ở đây không? Ừ. Dạ. Dạ anh Hưng cầm đỡ giùm em. Sáng giờ em chạy có nhiêu đây. Mày cũng biết điều đó. Dạ. Còn mấy đứa kia nữa, lo đi làm đi. Thôi đi đâu mày. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Đi lẹ đi. Nhanh lên. Đi.
Còn mày nữa. Dạ. Muốn đi làm không? Dạ muốn. Dạ. Dạ xin phép anh em đi. Tụi bay thấy thằng này quen quen không? Ủa, đại ca quen nó hả? À, mày ngu quá. Đại ca nói quen, đại quen sơ sơ đó mày. Đỉnh đi. Hai thằng bị tàu lao không? Thằng này tao thấy quen quen lắm. Hình như tao có gặp nó ở đâu nè. Sầu nhỏ đó sao? Rồi. Ngon không? Hàng kia này ngon lắm. Nhớ giao đúng hẹn nha. Rồi, vậy đi. Đi mày. Thịt bánh ướt không? Bánh ướt bánh mì thịt đây. Cô em, bán cho nổ bánh mì đi. Bán ổ bánh mì đi. Anh làm em hết hồn à. Nè, em tới đây thôi. Phần sau để tụi anh lo. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Đây là lĩnh. Đây là lĩnh. Đồng chí nghe không? Cái ông áo trắng á là Hiệp Hô. Còn cái ông áo xám á là Hưng Bợm. Mấy người đó là dân kinh doanh ở miền Tây. Cứ một tháng là lên thăm cô Sáu một lần. Em nói với anh chị vậy, anh đâu có quan tâm mấy chuyện đó đâu. Thôi đi làm đi cô nương.
Làm cái gì mà hẹn hò giờ này cho đến vậy? Mình tới hơi sớm. Chắc họ cũng sắp tới rồi đó. Anh ở đây bằng một mình đi nha. Em đi trước đi. Phong. Phong à. Cô ơi. Anh kêu tôi hả? Phải. Hình như là tôi và cô quen nhau. Cách đây một tháng á. Tôi và cô gặp nhau ở vũ trường. Vậy hả? Có chuyện gì không anh? Nếu không có chuyện gì á thì tôi xin phép anh. À khoan đã. Em không nhớ anh thật sao? Nhớ chuyện gì? Chúng ta gặp nhau ở trong vũ trường. Rồi sau đó chúng ta qua đêm với nhau nữa. Anh điên hả? Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Anh đúng là đồ điên á. Tôi không hiểu tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy. Anh muốn gì hả? Anh đâu có muốn gì đâu. Tất cả những điều mà anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh và em đã... Anh im đi. Anh vui lắm hả? Nếu như mà tôi đã ngủ với anh thì làm sao chứ? Một lần chưa đủ hả? Tôi ngu thì tôi chịu. Nhưng anh đừng nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi. Muốn làm gì thì làm. Anh làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Nè. Đã có thông tin gì về người thanh niên đó chưa? Chưa có, chắc vài ngày nữa. Anh ta vừa đến gặp Sáu Phụng, vừa đến gặp Hưng Bợm. Có khi nào anh ta có liên quan đến việc mất tích của mấy đứa trẻ không anh? Rồi, biết rồi. Anh thì lúc nào cũng đòi bằng chứng. Anh đâu có đòi, đó là luật mà. Em khỏe không? Nhớ anh không? Ai nhắn vậy?
Là tài cận. Anh xem đi. Alo anh nghe. Anh Tài hả? Anh đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên anh đi đâu, anh không nói với em tiếng nào hết vậy? Em gọi cho anh không được, đến nhà tìm á thì không có. Anh đang gặp chuyện gì hả? Anh có khỏe không? Anh... Sao tới giờ anh mới gọi cho em vậy? Anh có biết á là em nhớ anh lắm không? Anh xin lỗi nha. Tại vì có chuyện gấp cho nên không kịp báo cho em biết. Anh đi đâu? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh... tạm thời bây giờ anh không thể nói cho em biết được. Tại sao anh lại không cho em biết được? Anh có chuyện gì giấu em phải không? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Anh xin lỗi. Nhưng mà... Bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ đến gặp anh nha. Không. Không được đâu. Em không thể đến cho anh được đâu. Tại sao vậy? Anh đang gặp chuyện gì hả? Hay là anh không muốn gặp em nữa phải không? Không phải. Nhưng mà... Thật ra anh cũng nhớ em lắm. Nhưng mà bây giờ anh không thể nói cho em biết được. Thôi, anh có việc bận rồi. Có gì anh sẽ gọi lại cho em sau nha. Alo, anh Tài. Alo. Sao rồi? Có xác định được không? Dạ không anh. Lan, em gọi lại lần nữa xem sao. Không được, không liên lạc được anh. Thống nhất là như vậy. Sau khi có được thông tin, em phối hợp với công an địa phương để khoanh vùng và tiến hành truy xét. Do đó, nè, anh nghĩ Tài Cận chắc chắn sẽ liên lạc lại. Nhưng lần sau, em phải thay đổi chiến thuật. Phải đánh vào tâm lý của đối tượng trước, rồi sau đó mới tìm cách khai thác. Dạ em biết rồi. Cháu cứ nói đi. Đúng như là chú đã nhận định trước đây, ngoài việc dùng sát thủ, Ba Long còn dùng cách cung cấp thông tin về hoạt động phạm tội của các băng nhóm khác hoặc bọn đàn em mà dám trở mặt với hắn ta cho công an. Việc đó vừa dựng lên tấm bình phong cho ông ta đối với chính quyền và những người xung quanh, vừa giúp hắn ta tăng thêm uy tín và khiến các băng nhóm khác phải e sợ. Vậy là Tư Lân đã cho Hải Trắng biết Ba Long và Nam Quy có mối quan hệ rất rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà một trong những số đó là nhân vật thường được gọi là anh Hai. Hắn có nói gì về nhân vật anh Hai này nữa không? Tư Lân đã nói với Hải Trắng hắn ta chưa từng gặp anh Hai, dù đã rất nhiều lần đề nghị với Ba Long
và Nam Quy. Đó chính là lý do Tư Lân luôn nghe ngài đứng dưới trướng của Ba Long. Và đề phòng trường hợp Hải Trắng tung quả mù gây khó khăn cho việc điều tra. Cháu đã phối hợp với trại tạm giam để tiếp tục tiến hành các biện pháp khai thác. Và tổ B2 của cháu đang xác minh lại tất cả lời khai của hắn. Căn cứ vào thái độ của Hải Trắng, cháu nghĩ hắn vẫn chưa khai hết những điều mà hắn biết được. Qua lời khai của Hải Trắng, mặc dù phải xác minh làm rõ, nhưng trước hết chúng ta đã xác định được vai trò, vị trí của Ba Long trong vụ án này như thế nào. Tôi có một đề nghị, chúng ta phải tính toán hết sức kỹ càng trước khi tiến hành các hoạt động điều tra, tránh trường hợp bứt dây động rừng. Ôi xin lỗi, tôi quên tắt chuông điện thoại. Anh cứ nghe điện thoại đi. À dạ. Alo, tôi nghe đây. Hả? Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hải Trắng đã bị giết. Xin phép. Không thể chấp nhận được. Không ngờ bọn chúng giết người ngay trước mặt mình. Lấy cung xong chưa? Dạ, mình đang làm. Mà thằng này nó lì quá, nó nhất định không mở miệng nói một lời nào hết. Thôi, để tôi trực tiếp lấy cung của hắn. Không cần đâu. Chắc chắn không thể khai thác hắn theo cách thông thường được. Đồng chí phối hợp với trại lập kế hoạch tiếp cận và tiếp tục khai thác thông tin. Dạ rõ. Còn anh và Minh rà soát lại tình hình của các đối tượng, yêu cầu mạng lưới tiếp tục khai thác thông tin về việc này. Dạ. Mm-hmm.
Có khi nào ông ba ông gặp anh hai mà anh không biết không? Hồi nãy anh hai có điện cho anh. Ông tưởng anh và anh ba làm chuyện này cho nên chửi cho một trận. Anh biết tính của ông mà. Có dâng hết tài sản thì anh cũng không bao giờ giúp mình làm mấy chuyện này đâu. Vậy còn chuyện thằng Hải Trắng khai ra ông ba và anh hai là do ai nói? Không phải là anh hai. Tới hôm nay anh mới biết chuyện này. Vậy chẳng lẽ... Làm sao cho ba đừng chết nha. Chúng tôi tội nghiệp lắm. Mà con biết sao không? Bé Ngọc biết sao không? Tại con bánh bèo vô dụng nó hết á. Nó yêu cái kiểu gì á mà nó tối ngày nó đeo bám người ta hoài. Rồi còn mấy cái chuyện bí mật á, nó không biết gì mà nó cứ đồn lung tung. Rốt cuộc ba bị phát hiện là phải rồi. Bị bắn là phải rồi. Trời ơi là trời, khổ ghê vậy à. Tội nghiệp oppa quá. Chuyện sao rồi em? Mấy ngày rồi em có phát hiện gì mới không? Chưa phát hiện gì mới hết. Chuyện gì nói đi. Con mới vừa nhận được tin rất quan trọng. Mẹ, mày bỏ ngay cái kiểu làm ra dễ bí ẩn đó đi. Có chuyện gì nói mẹ ra đi. Mấy hôm trước thằng Hải Trắng đã đứng ra nhận tội. Tao không quan tâm tới thằng đó. Vấn đề ở đây là nó đã khai chú Tư đã kể cho nó nghe rất nhiều hoạt động của cô, ông Năm và cả ông Ba. Và điều quan trọng hơn nữa là mới hôm qua nó đã bị giết chết ở trong trại giam.
Tôi nghĩ anh biết mình cần phải làm gì trong lúc này. Alo, ai đó? Dạ bà Sáu. Tao tưởng mày chết rồi chứ. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng quan trọng là phải chết đúng thời điểm. Thế nào, bà đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Được, coi như tao đồng ý. Nhưng trước tiên tao muốn biết, mày có bằng chứng chứng minh là ông ta đã hại chết thằng Bèo không? À, thằng bà phải hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ. Chỉ cần một cú điện thoại là ông anh kết nghĩa của bà có thể đưa bất cứ đối thủ nào đang cản trở chuyện làm ăn của các cư dân, hoặc ít nhất là bị đặt công an kẻ quanh đến mức không thể ngóc đầu lên được, có đúng không? Thằng Bèo cũng vậy thôi. Ba Long, Năm Quy và Tự Lân không phải là đối thủ của ông ta. Mặc dù thằng Bèo cũng rửa tay ngắt kiếm sau chuyện hàng đó, nhưng do mạnh của bà đã vô có thì phải vô từng gốc. Thằng Bèo không bị công an bắt chết thì cũng sẽ gặp chuyện ở trong tù. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Nhận trường của mặt trận của ông ta. Bằng cách nào? Bất cứ ai đối đầu với ông ta đều có chung mục đích cùng. Chỉ có một cách duy nhất để con cáo già đó lộ đuôi ra ngoài. Em mời anh ba. Thưa anh ba, trước đây anh ba đã từng nói một công ty muốn mạnh thì phải được xây dựng có tổ chức, có quy củ rõ ràng. Trước đây, bây giờ hay sau này, em đều ủng hộ ý kiến của anh. Bây giờ dù anh ba quyết định rút lui, em vẫn tiếp tục làm và chắc chắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh ba. Phần của anh Năm thì cũng không có gì thay đổi, nhưng phần của anh ba bây giờ do thằng Phong chịu trách nhiệm. Anh ba thấy sao? Tất nhiên là được rồi. Trước đây anh em mình ai lo phần người nấy, nên dễ phát sinh những điều không hay. Bây giờ em muốn quy tất cả về một mối để mình dễ quản lý. Nếu có gì thì mình có thể dễ bàn bạc và xử lý. Hai anh nghĩ sao? Tôi không có ý kiến gì. Đã giao hết cho cô rồi thì cô hoàn toàn quyết định. Còn chú thì sao? Anh ba và cô Sáu cứ quyết định, em sao cũng được hết. Chén cơm của anh em bây giờ trông cậy hết vào cô đó. Mời anh ba. Lâu lắm rồi mới trở về không một. Thấy chả khác gì mấy hả? Khác chứ. Thức đêm mới biết đêm dài. Phong, tụi mình đi. Ba, ba tính để yên cho bà Sáu làm như vậy sao? Ba bị sao vậy? Hết ông Tư, bây giờ tới bà Sáu. Thôi mày im đi, cứ lo mà làm tốt công việc của mày đi là được rồi. Còn mấy cái chuyện khác á, mày không cần phải lo. Ba lúc nào với anh Thái cũng nói con không cần phải lo. Vậy chứ con là cái gì?
Bây giờ tới bà Sáu đứng ra quản lý, mặt mũi để đâu chứ? Người ta sinh ra có cái đầu là để suy nghĩ, chứ không phải là để làm cảnh. Con thấy thằng Phong nói không phải là không có lý. Bà Sáu càng ngày càng quá đáng. Mở miệng thì nói là thực hiện dự định còn dang dở của chú, nhưng thực chất là không muốn chú tham gia vào công việc. Cứ kệ nó đi, tao đang muốn xem nó làm được những gì và để coi khả năng của nó đến đâu. Chào em. Hiểu quá. Ê, ở đây nè. Từ từ. Anh xỉn rồi. Thôi. Dạ, xin lỗi anh. Ở đây không được làm vậy à. Dạ xin anh bình tĩnh ạ. Tụi bay làm ăn như vậy đó hả? Chém chết mẹ hết cho tao. Cô Sáu à, cô thừa biết ai đứng sau vụ này. Tao không cần biết. Ai đụng tới tao thì tao chơi hết. Từ hồi nào tới giờ ông ta chưa bao giờ dùng cách này. Đã bước lên con thuyền to thì phải chấp nhận sóng lớn. Hòn bớt ném đi thì hòn chì ném lại. Thí già còn tốt, để được con tướng hoặc chí ít là con xe thì cũng đáng. Đi đâu điên mình vậy? Đi đâu đây? Thấy cô đi dạo đi chung cho vui. Nhảm nhí. Sao? Làm gì lúc nào cũng cao có vậy? Không liên quan tới anh. Có chứ. Thấy cô đẹp, cười lên sẽ đẹp hơn đó. Đập chết mẹ nó cho tao. Dạ. Ê. Dạ. Thôi, chạy nhanh. Đủ rồi. Đi. Dạ. Dạ. Đau lắm không? Nhiều đây nhập nhòi. Đợi tôi chút, tôi lấy đồ ăn cho anh nha. Anh Thảo, anh có sao không vậy? Anh đánh anh ra con ngõ này vậy? Anh không sao mà. Như vậy mà nói không sao là sao? Con kia, ra ngoài. Nhưng mà anh thả anh bị vậy, để em băng bó cho ảnh xong rồi em đi. Tao nói mày đi ra ngoài, ở đây không có chuyện của mày. Ra ngoài.
Đau lắm không? Cảm ơn anh nha. Vì vụ chi? Anh đỡ cho tôi. Sao tự nhiên thằng Vinh cố tình chặn đường rồi lại thả mình như vậy? Anh có hiểu chuyện gì không? Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết đâu. Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ trả món nợ này. Để ngày mai tôi dò coi thử xem như thế nào. Đánh rắn thì phải đánh vô cái đầu, chứ đánh khúc đuôi thì có nhầm nhò gì đâu. Tôi ra ngoài một chút nha. Thư nè, hồi nãy bị tụi nó đánh trúng chân đau không? Con kia, sao mày không về đi, đứng đây làm gì? Chị, cho em vô gặp anh Thảo được không? Ngủ rồi, về đi. Em chỉ vô gặp một chút thôi. Tao kêu mày về đi. Nhưng mà em... Tao kêu mày đi về đi, có nghe chưa? Dạ. Dạ thưa cô, ảnh đi tìm hiểu coi ai đứng sau băng nhóm của thằng Vinh cò con. Mày thấy nó làm sao? Dạ. Sao là sao ạ? Mày bị làm sao vậy? Tao đang hỏi mày đó. Mày thấy nó có đáng tin không? Dạ có. Nếu có anh ta thì công việc của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Được, vụ này giao cho nó giải quyết. Xong việc kéo nó vào cuộc luôn. Dạ. Xin lỗi vì hôm bữa hơi nặng tay nhau anh. Sao? Việc tiếp theo cho em làm là gì không anh? Tạm thời cứ vậy đi. Mày đánh mặt một thời gian, khi nào cần tao sẽ gọi. Nhưng mà không bao giờ em làm mấy cái chuyện dại dột vậy đâu. Còn thằng Thảo Ma đó hả? Nếu ba và anh không cản là tôi cho nó chết từ lâu rồi. Mấy bữa nay chú làm cái gì mà không chịu xuống sân giấy làm việc? Chú ba đang bực mình chú về chuyện đó đó. Xuống hay không mới không thành vấn đề. Mọi chuyện ở đó tốt đẹp mà, đúng không? À, hình như chú đang theo con nhỏ này phải không? Cái gì vậy anh Thái? Mấy cái chuyện mà em quen gái gú ở đâu ba cũng kêu anh quản lý em sao? Anh Thái à, anh già lắm rồi đó. Lan Thanh, nếu như em có cần một người để tâm sự, một người để chia sẻ thì anh có thể lắng nghe mà.
Hôm nay anh thấy em đi làm cả ngày, rồi em còn đi học nữa. Biết em chưa có ăn gì, anh mua đồ ăn cho em nè. Nếu anh rảnh quá thì đi tìm việc khác mà làm. Nè, em cầm đi. Anh làm gì vậy? Tôi la lên đó, anh đi đi. Anh chỉ muốn đưa thức ăn cho em thôi mà. Cảm ơn anh, nhưng tôi tự mua được. Em à, thức ăn này em có thể giữ hoặc là bỏ đi cũng được. Nhưng mà em nên nhớ rằng ở bên ngoài còn có rất nhiều người phải đổ cả máu mới có thể kiếm được miếng ăn. Anh không quan tâm trước đây quá khứ của chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không phải là loại người chơi qua đường hay ăn rồi quen mùi. Anh chỉ mong em hiểu được điều này. Anh chỉ muốn được làm bạn với em. Lăng Thanh à, em cầm lấy đi. Em ngủ ngon nha. Để bác sĩ theo dõi vết thương. Lỡ có chuyện gì thì sao? Bác sĩ nói anh bị chấn thương phần mềm thôi, không sao đâu. Lì lợm. Hay là em mời anh uống cà phê nha. Cái này là tại anh tự ý lao ra đỡ tôi, chứ đâu phải tôi ép anh đâu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Lần này tôi mời. Thưa cô, có Hiệp Hô và Hưng bận tới. Mày sao vậy hả? Không lo đi làm là biết hả? Tụi mày không làm tao bẻ cổ tụi mày nghe chưa? Bẻ cái thằng này, suốt ngày mày la la không à. Tao bẻ đầu tụi bay hết. Con, không sao đâu con, đừng sợ nha. Có chú nè. Đi đi. Chiều nay mà không có tiền tao bẻ đầu tụi bay hết à. Ngoại con không có nói cho con nghe, nhưng con nghe mấy ông bà khác kể lại, ba mẹ con ly dị rồi bỏ con lại cho ngoại. Rồi ngoại dẫn con lên thành phố bán vé số. Vậy hả? Bé Thi nè, con có muốn đi học không? Dạ có. Nhưng mà con đâu có tiền đâu cô. Xin được bao nhiêu là thằng cha Hưng trả lấy hết trơn à. Ăn còn không đủ lấy đâu mà học cô. Con yên tâm đi. Con có nhớ chú Minh chạy xe ôm không? Ừ. Chú Minh nói có quen một số người bạn ở trong cô nhi viện. Chú định vài bữa nữa đưa tụi con vào đó.
để cho tụi con ở trong đó đi học. Ở trong đó tụi con được ăn nè, được học. Vậy ít ra tụi con không phải đi xin ăn như vậy nữa. Thiệt hả cô? Ừ. Nhưng mà thằng cha Hưng chả dữ lắm. Chả mà biết là chả đánh chết á. Con yên tâm đi. Nhất định cô sẽ giải cứu cho tụi con mà. Thôi con ăn đi. Chú Hùng ơi, sao chú không cho con về với tụi nó? Chú cho con về đi chú. Con năn nỉ chú. Con nộp hết tiền cho chú rồi mà. Nín, im. Vừa đứng là đứng. Cãi à mày, tao bẻ cổ bây giờ. Ngồi xuống đó. Mày, mày la không à? Từ từ mà lẹ. Thôi, không có sao đâu. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống uống nước đi. Con ăn cái gì, con uống cái gì, con kêu đi. Hỏi không trả lời hả? Mày nín chừng, tao bẻ cổ bây giờ. Mày, Hương, ngồi im đó. Khóc lóc cái gì, ngồi im đó. Con xích vô với chú. Thôi, không có sao đâu. Ha. Uống đi. Uống đi con. Con không muốn. Chết bây giờ, uống đi. Thôi mà, không sao đâu con, uống đi. Đó, giỏi chưa? Thấy không? Giỏi, giỏi quá ta. Uống nhiều vô, đúng rồi. Đi. Uống đi. Con nhỏ này mày tính sao? Để tao lo cho. Mày cứ yên tâm, đi đi. Ừ? Giao cho mày ha. Biết rồi. Đứng dậy mày. Đứng dậy. Nhìn lên. Cho con về đi chú. Con sợ lắm, đừng có bắt con. Mày dám cãi tao đập chết. Ê! Đừng có làm như vậy. Nó là con nít biết gì đâu. Mày thiệt tình. Đến đi con. Con ngoan ha. Con nghe lời chú. Con đứng lên đi. Con lạy chú mà. Rồi chú chở con về. Cho con đi. Nghe lời chú đi. Nghe lời chú chở con về. Chú ha? Cho con về ngoan. Đi. Bây giờ đứng lên. Chú chở con về ha. Đứng lên đi. Giỏi. Có ai làm gì đâu. Con ngoan nha. Rồi chú chở con về ha. Mày, tao kêu làm như cũ đi. Bài đặt bài ra mấy cái tròn chi cho nó cực. Mày, vậy nó mới thú chứ mày. Thú, thú. Cực thấy mày ơi. Tao chú đây. Mày ngu quá à. Mày báo công an có giúp được mày không? Ờ ha. Hay là mình gọi cho cô Hoa và chú Minh đi. Ừ. Mà khoan, hay là hai đứa mình đi theo hai thằng chả, để coi hai thằng chả dẫn ông Thi đi đâu. Ừ.
Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Tình hình sao rồi em? Từ hôm qua tới giờ á, Hân Bờm dắt Hiệp Hô đi tìm bọn trẻ. Không biết tụi nhỏ có xảy ra chuyện gì không nữa. Anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại Trí đang cùng các anh em khác theo sát tụi nó. Ừ. À, anh đã hỏi chuyện ở trại trẻ mồ côi chưa? Rồi, anh hỏi xong hết rồi. Ngày mai á, mấy anh chị bên đó sẽ phối hợp với sở để giúp tụi mình. Ai gọi vậy em? Một số điện thoại bàn lạ. Em nghe đi. Ừ. Alo, qua nghe. Cô hai, cô hai. Con là Tý nè. Ờ, cô qua nghe nè con. Có chuyện gì không con? Dạ, con thấy bị bọn Hân Bợm bắt rồi cô. Hả? Hân Bợm bắt cái Thi đi rồi anh. Hả? Mà hai đứa có biết hắn ta đưa bé Thi đi đâu không? Tụi con đi theo tụi nó được một đoạn, rồi tự nhiên hai thằng chả biến đi đâu mất tiêu, tụi con tìm hoài không thấy. Tụi con chạy đi gọi điện thoại liền cho cô đó. Không phải, tại thằng này nè, nó đã mất tờ giấy ghi số điện thoại. Nếu không là gọi cho cô từ lâu rồi. Cô có cách nào cứu nhỏ Thi không cô? Cô có cách nào cô? Cứu nhỏ Thi đi cô. Cô, hay mình báo công an đi cô. Được rồi, nhất định cô sẽ cứu được bé Thi. Nhưng mà bây giờ trước mắt á, là hai đứa đi về nhà trước đi. Có gì á, cô gặp tụi con sau ha. Dạ. Ừ, thôi hai đứa đi trước đi. Tụi con về đi. Chào chú. Chào chú. Anh đã báo với anh Thành rồi. Các đơn vị đang tiến hành truy xét. Em đừng có lo lắng quá. Bây giờ mà đụng vô Hưng Bợm là coi như xong luôn. Em biết rồi. Hiện tại, nếu dựa vào bằng chứng đã có, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được Hưng Bợm. Sau đó, có thể khống chế hắn để tiếp tục phục vụ và khai thác cho chuyên án. Tôi nghĩ là phương án này không hợp lý. Ngay từ đầu, tổ B2 đã nghĩ đến việc khống chế Hưng Bợm để tính toán cho việc phục vụ chuyên án. Nhưng tài liệu khống chế quá yếu, và Hưng Bợm có thể là một mắt xích quan trọng của đường dây. Nếu như kế hoạch mà thất bại thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chuyên án. Hiện tại các đơn vị vẫn theo sát các đối tượng, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện được gì. Ngoài trường hợp của bé Thi, tổ B2 còn phát hiện có 5 trường hợp bị mất tích. Tất cả đều là những bé gái trong đường dây chăn dắt của Hưng Bợm. Tổ B2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị truy xét. Dựa vào thông tin hiện tại, có thể bọn chúng vẫn chưa đưa những đứa trẻ ra khỏi thành phố. Tuần trước, thành ủy đã yêu cầu tất cả các sở phải đẩy mạnh việc giải quyết vấn nạn chăn dắt ăn xin và tìm cách giải quyết ngay nơi ăn, chốn ở cho người già và trẻ em đang sống lang thang. Dựa vào lý do này, chúng ta có thể phối hợp với các sở đẩy mạnh việc truy quét và không làm cho bọn chúng nghi ngờ gì cả. Anh Tư, phụ trách việc này cho tôi nha. Rõ. Vậy còn tên Hiệp Hô thì hiện nay nó thế nào? Dạ, hắn mới về An Giang sáng nay. Cử trinh sát theo dõi ngay. Cũng có thể hắn chính là chìa khóa của đường dây buôn người này. Đi đây. Díp nè. Đi đi.
chị đã bị bắt. Tôi làm gì đâu, làm gì bắt tôi? Nhanh lên. Đi. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Cái gì cũng từ từ. Bây giờ mấy ông làm căng lắm đó. Bà Sáu mới vừa bị bắt á, ông phải cẩn thận nghe chưa? Tôi biết rồi, bà đi đi. Ừ. Đi. Vô. Vô mày. Tao á, kêu thêm bao nhiêu mồi ăn mày. Thôi. Đi hay. Alo. Tao. À. Muốn mày ăn à? Vô. Vô đi. Dạ. Làm đi. Thôi, ăn đi. Thôi. Mày ngồi đây nha. Dạ. Chỗ này nhậu thấy cũng được á. Nó trốn rồi. Alo, Thư hả? Mày nói đúng đó. Hình như có người đang theo dõi tao. Ai biết nó là công an hay không? Nó bằng độ thường mà. Rồi, ta biết rồi. Yên tâm, tao sẽ cắt đuôi nó. Ê, sao cô Hoa và chú Minh xin cho tụi mình vào trại trẻ mồ côi mà mày không chịu? Mày không biết gì hết. Ông Hùng cũng nói nếu tụi bay mà bỏ trốn là ông chặt chân đó, biết chưa hả? Mình mày vô trong đó rồi sao ông bắt được? Mày không biết gì hết. Tao còn bà nội. Bà nội tao thiếu tiền ổng. Nếu tao mà vô trọng, ông giết bà nội tao sao? Với lại có bữa tao đi lạc, ông ở nhà quýnh bà nội tao quá trời luôn. Ừ, mai mà mày còn bà nội. Mày không còn gia đình, mày vô trọng đi. Thôi, mày không vô đó, tao chơi với ai? Mày đi đâu vậy? Tao đi tiểu. Tao tưởng mày bỏ tao đi chứ. Ê, lại đây nó nghe nè. Lại đây. Lẹ lên. Mày đi đái, mày còn kêu tao làm gì? Lại đây nhanh đi. Lẹ lên. Lại đây. Lẹ. Thấy không? Đi theo thằng Chả. Nhanh lên. Vậy ok ha? Dạ. Anh sao rồi? Chào anh Hưng. Tình hình sao rồi? Thấy có ổn không? Yên tâm, em lo mà. Tốt. Ê, hay là mình báo cho cô Hoa và chú Minh biết đi. Tao sợ quá à. Chết nhát. Mày sợ thì mày đi về đi. Để tao đi một mình được rồi. Ê,
Ê, cái gì? Cho tao đi nữa. Thì đi theo. Ây da. Tụi bay phải canh chừng cho cẩn thận nghe chưa? Dạ, dạ. Biết rồi. Dạ. Cái gì vậy? Chạy đi. Mày ra ngoài kiểm tra đi. Dạ. Có gì không? Dạ, có mấy con mèo nó chạy ngang qua thôi. Mày với hai thằng này dạ. canh chừng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Có dạ. gì báo cho tao liền. Dạ. Anh yên tâm. Rõ chưa? Dạ. Hồi hôm con không thấy con Thi đâu hết. Dạ, sao cô? Con nói thiệt đó, không tin thì hỏi thằng này đi. Đúng rồi đó cô. Mấy xíu tụi con bị mấy anh chả phát hiện rồi đó. Không nhờ có con mèo là tụi con bị bắt rồi đó cô. Cô tin hai đứa mà. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa về đi. Nhớ là không nói cho bất cứ ai biết chuyện này, nghe chưa? Dạ. Dạ. Về đi. Cô chú không về. Xin lỗi mấy anh. Alo, anh Sáu hả? Dạ. Dạ, mình có giấy tờ đầy đủ anh. Dạ. Dạ, em hiểu. Dạ, có gì em gọi cho anh Sáu sau nha. Dạ, dạ. Anh cũng nghĩ giống như em nên đã dò hỏi xung quanh, nhưng từ hôm qua tới giờ không có chiếc xe nào ra vào kho hàng hết, cho nên rất có khả năng mấy đứa nhỏ vẫn bị giam ở đó. Nói với anh Thành á, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Nói với em á thì sợ nguy hiểm nên anh đã quyết định đi một mình. Hồi nãy vô đó anh đã kiểm tra kỹ hết rồi, hoàn toàn không có gì hết. Mấy đứa nhỏ báo là mình đi liền, làm sao tụi nó có thể chuyển hết người đi mà không ai nhìn thấy? Mà anh cũng thấy hơi lạ.
Bọn ngu đó làm sao ngờ được mình còn căn hầm ở dưới, làm sao mà tụi nó phát hiện được. Chỉ là kiểm tra hành chánh thôi. Mày đừng có chủ quan. Dạo này thành phố họ làm căng lắm. Mấy đứa trong đường dây bị bắt hết rồi, chắc chắn mày cũng bị để ý đó. Vậy thì còn chiến hàng đó thì sao? Em đã gom hết rồi. Tạm thời cứ để đó, từ từ để tôi tính có sao đã. Anh Thắng Bèo, anh sống khôn thác thiên, hãy phù hộ cho em. Nhất định em sẽ bắt tất cả những đứa đã hãm hại anh phải đền tội. Cứ như vậy mà làm đi. Ok. Bữa nay chị Sáu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Nghe nói chỗ của mày lúc này làm ăn được lắm phải không? Ý chị muốn sao? Tôi với chị trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Làm ăn lớn như chị đây, không lẽ lại để ý mấy chuyện nhỏ nhoi của tụi tôi? Chú mày có muốn làm ăn lớn chung với chị không? Làm ăn lớn. Cô kêu nhóm này nhóm kia về với mình, con e là làm một việc thì khó mà giấu, nhưng nếu làm 100 việc thì dù có biết thì cũng không làm gì được nhau. Sao hôm nay tự nhiên cô Sáu rảnh rỗi qua thăm tôi vậy? Em có việc muốn nhờ anh. Chuyện gì? Gọi điện thoại được rồi, qua đây làm chi cho mất công vậy? Chuyện này không thể nói qua điện thoại được.
Anh em mình ai cũng hiểu, trước giờ chịu làm ăn trót lọt, công lớn nhất thuộc về anh. Cô Sáu nói gì vậy cô Sáu? Anh em với nhau tính toán chi mấy chuyện này? Anh biết tánh em rồi, một là một, hai là hai. Ừ. Cô muốn tôi giúp chuyện gì cô cứ nói đi. Trước giờ đụng tay đụng chân thì chuyện gì em cũng làm được. Nhưng mà anh ba có nói đó, muốn làm ăn lớn thì phải biết nhìn trước ngó sau. Thật sự thì cái này em tệ lắm, nên em muốn nhờ anh dẫn dắt, để có gì em còn phụ anh. Ý của cô là sao? Hồi trước tính anh Tư còn bổ bả quá, cho nên anh không yên tâm để giới thiệu với người ta. Em thì chắc không đến nỗi. Bữa nào rảnh anh dắt em giới thiệu với anh hai, với lại những người khác, được không anh? Nếu cô muốn thì cũng được, nhưng để tôi xem xét tình hình thế nào rồi sắp xếp cho cô. Vậy cũng được. Alo, tôi nghe nè. Sao, cái gì? Đâu phải muốn cái gì là làm được liền, cũng cần có thời gian chứ. Mẹ kiếp, tôi biết rồi. Alo. Dạ, con nghe cô Sáu. Mày đang ở đâu? Dạ sáng giờ con đi lòng vòng để dò hỏi tin tức. Mày về gặp tao gấp. Dạ con về liền. Vô đi. Dạ con chào cô Sáu. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Nghe ngóng được gì không? Vụ ông Tư mày điều tra tới đâu rồi? Dạ mọi chuyện coi như rõ ràng, duy nhất chỉ có một điều là con vẫn chưa xác định được. Trừ khi ông ta có mối quan hệ đủ mạnh, chứ nếu không nhất định ông ta không thể nào làm chuyện đó được. Vậy mày cứ tiếp tục điều tra, nhưng tôi gọi mày về không phải chuyện của ông Tư. Từ hôm nay mày phụ con Thư quản lý đám nhóc và đi thu tiền cho tao. Quản lý sổ sách nhiều như vậy làm sao nhớ hết? Việc của anh là chỉ đi thu tiền về đưa tôi, những chuyện khác cứ để tôi lo. Hay là ăn xong mình đi đâu chơi nha. Cô thích đi đâu?